giúp con với ạ. Rồi những chiếc xe buổi chiều ngày hôm nay đặc biệt anh em nhá. 82 vừa mới về tại cửa hàng hơi 90. Sơn zin máy zin cho em bạn đời 1996 ạ. Cái anh em cho Caramel xin một vòng. Đấy hiện tại anh em có trên này mọi người có thể comment ở đây. SH Nam bên em cũng rất là nhiều anh em nhá. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi để chị chỉ chi tiết. Ra máy vẫn còn nguyên zin nha anh em nhá. Đây ra máy còn nguyên zin này, anh em đời cốp nổi, đời 1996 cốp nổi ạ. Hộp xích anh em nhìn hộp xích này, zin hết mọi người nhá. Đấy zin hết. Vành bánh tam nan hộ em. Đấy. Rồi, anh em nhìn những cái nắp sinh nhan. Đây. Biển thì là lên biển 5 số rồi nhưng mà đời của nó là đời 1996 anh em nhìn hộ em mày may ơi. Bộ tam nan nhá. Thụt này, gót thụt này. Đấy, anh em nhìn đẹp không? Đời sơn zin máy zin cho em. Đấy, anh em nhìn. Căng nha anh em nhá, đẹp nhá. Giá trị tầm tiền mà anh em đang tìm mua một chiếc 82 xe chất lượng. Sơn zin máy zin, quay cho chị cái đầu bò đi. Đảm bảo với anh em là máy còn nguyên zin. Đấy. Rồi. Anh em nhìn thấy ok không? Anh em nhìn nó đầu bò mốc xì. Cho em xíu anh em ạ. Từ 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 quay gần đầu bò cho anh em nhìn. Máy zin anh em ạ. Anh em nhìn máy này. Úi trời ơi. Đấy, gioăng này, gioăng xanh này. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, rồi. Ra máy rất là yêu nha anh em này. Đây. Có thụt này, rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đây tam nan. Vành vẫn còn nguyên zin của đời 1996 đấy anh em. Vành bên kia đúng không? Đây, chờ em một xíu để em kiểm tra đây. Đây. Ui, này nó bị đây. Đây. Đời 1996 đấy, chị nhìn đấy, chị nhìn rồi đấy. Kiểm tra chị luôn. Một chiếc 82. Rồi, đấy anh em nhìn thấy không ạ? Đây. Luôn. Đấy, trời. Đây anh em nhìn Meyer này, gót thụt này. À, mặt mũi pha kính này nó là đấy. Đôi nắp sinh nhan vẫn còn nguyên zin. Mặt trước anh em Caramel quay nốt mặt trước cho mình cái. Hiện tại là Caramel một mình bốn máy anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn chiếc em nổ cho anh em nghe luôn. Sơn zin máy zin đấy. Rồi anh em nào quan tâm một chiếc máy gì đây nữa. Úi giời. Rồi bao phê cho anh em thớt này. Úi giời, anh em nhìn cái mặt trước thì đến kiểm tra mặt trước thì có sơn có không bên này có ấy này có bị gì mặt đẹp nhỉ. Đây anh em nhìn. thớt còn nguyên zin này, thớt còn nguyên zin. Anh em nghe tiếng máy hộ em. Ui trời ơi sao nó lại chất lượng máy nó lại phê thế này là cùng. Đây, anh em nghe tiếng ok không? Biển số là 29T141860 giúp con nha. Rồi. Một em 82 đây ạ. Rồi anh em 82 đời 1996. Biển đã lên 5 số không quan trọng biển anh em ạ. Anh em quan trọng cho em cái chất máy đời 1996 hơi 90. Em bán ra với giá máy nguyên anh em nhá. Nãy là anh em báo ra 315. Nhanh thôi. Em vẫn phải cân đối làm nào để nó hợp tình hợp lý tốt nhất có thể cho anh em. Bán ra với giá 30.500.000 anh em nào quan tâm không? Đảm bảo anh em là sơn zin máy zin anh em nhá. Máy còn zin đấy anh em nghe tiếng máy. Đảm cam kết chất lượng. Đây, anh em nghe tiếng máy của em cái máy bao phê anh em ạ. Em ơi quay lại một lần nữa cho anh em nhìn cái đầu bò bên này. Đây đầu bò bên này anh em nhìn em đây, đây quay này. Nào, anh em nhìn hộ em cái đầu bò siêu đẹp không, mốc xì đúng không, siêu đẹp đúng không, gioăng này, gioăng xanh vẫn còn này. Đấy gioăng vẫn còn anh em nhé. 30.500.000 này có anh em nào quan tâm một chiếc 82 hơi 90 không ạ? Đầm 996. Đấy, hàng siêu hot nhà em vừa mới về. Đó, trong nhà buổi cho bán ra là 30.500.000 cho các bác nha. Biển số 29T1 này 41860. Bác nào ơn thì có thể để lại có thể liên hệ luôn số hotline nhà cháu đang livestream trực tiếp hoặc là fanpage nhà cháu đang livestream ạ. Nóng thật. 30.500.000. Thực sự em nghe máy em cả 90. Hơi 90 anh em nhé, hơi 90 đây. Chiếc 90. Cu sắc cúp. Cầu cu sắc cúp, cúp 90, cúp tôm 90. Đấy anh em nghe tiếng máy này, đồ nước vẫn còn nguyên zin, tam nan nguyên zin anh em nhé. Ra máy zin, chip chip cả mẹ gọi cả con. Đấy, 30.500.000. Thực ra anh em nên quan tâm xem con này. Máy em đảm bảo với anh em luôn nhé. Máy đảm bảo là chất lượng, máy thì nghe bao phê. Đây, không một tí gì hư hái luôn anh em ạ. Ra con này lúc trước nó phải hơn 40 triệu đấy ạ. Này đi để chị lên một con. Lên lên.
Con xe... xin rồi mình sẽ đọc muốn xem bất kỳ dòng xe gì này có thể để lại comment tên xe, đời xe hoặc giá cả xe giúp con nha. Con Cooper biển 82 hôm 90 vừa nãy nhà con bán ra là 30.500.000 biển là 29T1 đấy ạ. Các bác ơi thích có thể liên hệ số hotline giúp con luôn. Ok, anh em nghe thấy tiếng mình không ạ? Anh em nghe thấy tiếng mà em dung mọi người ơi. Hello mọi người có nghe thấy tiếng em không? À, vâng ạ. Em đang nói là mọi người kiểm tra mic. Tại là trong thời gian mà em đang giới thiệu sản phẩm thì em cũng không hay đọc comment. Xong bắt đầu em mới đọc comment. Rồi quay phật. Các bác có thấy mic ok không ạ? Ờ, mic chú ok. Chú Mạnh Tú ấy, xem SH5 đời bao nhiêu nhở? Để cháu với cô Dung tư vấn luôn nha. Vì SH nhà cháu có rất là nhiều đấy ạ. SH Việt, SH nhập nhà cháu đều có luôn. Quay cái quạt thì cháu đây. Rồi anh em nghe tiếng em rõ không mọi người? Mọi người nghe tiếng rõ thì mọi người bảo ok hộ em phát nhá, để em còn tiếp tục chương trình. Vâng. Tiếp tục chương trình những dòng sản phẩm hiện tại đang có mặt tại bên Hoàng Yên. Bác Hân Thương hỏi nhà mình có X-Size 150 màu GP không ạ? Con gì ạ? X-Size 150 màu GP. Có luôn, màu GP, trắng xanh GP luôn. Vâng. 35 em cũng có anh em nhé, 35, 135 cũng có, 150 em cũng có. 155 em cũng có, nhưng 155 thì em có màu xám đen, xám vàng, màu đen sần, màu đỏ đen. Dạ vâng ạ. Chú vâng. Mạnh Tùng muốn xem SH5 đời 2022. Hiểu lắm anh ạ, 2022 kia có luôn. Đấy, phải chờ em một xíu xem em lên anh em nhá. Rồi. Dạ vâng ạ. Tiếp tục chương trình đây. Địa chỉ mình ở đâu? Địa chỉ của nhà con 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội đây nha các bác ơi. Rồi, ok. Ok, một chiếc xe lít anh em nhá, dành cho anh em đi ăn đi làm. Vành gồ chân chống điện, con này như là mới làm qua. Nhà mình có tận mấy màu này hay sao ấy cô? Vành gồ chân chống điện anh em nhá. Một chiếc vành gồ chân chống điện màu nâu. Bản tem chuột này anh em này, bản tem chuột đấy 2011, 2012, 2013. Đấy, đời này là đời 2012 rồi. Tay sách bên em có được bắn tỉa, hiện tại là biển số. Em nói đến cũng giúp con luôn nhá. D1 nghe tiếng máy của em này. 3, 2, 8, 3, 7. Một bên kia là mất một cái tem, còn bên này còn cả đôi. Tay sách thì có bắn tỉa, hiện tại sơn thì có được hữu mã một xíu anh em nhé. Thành gồ chân chống điện được cái con này pha kính đẹp. Đấy, mắt mũi pha kính đẹp rất là đẹp này. Màu vàng, màu này là gọi là màu nâu nhà chùa. Màu nâu cho các ông các bà này, các mẹ các chị mà hơi trầm tính một chút, thích đi những dòng xe mà nó hơi nó không quá nổi bật như là màu trắng hoặc là màu kem, có thể dòng xe này. Rồi, 32837 cho em một xíu anh em nhá. 32837 cho em một xíu. Về cốt của nó thì để rất là nhiều 2012. Đồ 2012 13.200.000 anh em nhá. 13.200.000 đời 2012. Một chiếc lít bản vành gồ chân chống điện. Đây bên em được test rất là kỹ càng cho anh em rồi. Anh em nào quan tâm cho em một chiếc xe đời 2012 vành gồ chân chống điện màu nâu. Thực ra màu nâu này nhiều khi anh em tìm không có đâu. Hiện tại nhà em đang có mấy con màu nâu đây, em đang nhập đấy ạ. Giá con này em bán ra với giá là 13.200.000 anh em nhé. Đấy, anh chị em nào quan tâm một chiếc máy rất là chất lượng. Về những dòng xe này các bác yên tâm là chỉ cần mua về và đi luôn thôi ạ. Về mặt pha kính còn đẹp trong luôn này, spa bề ngoài nhà cháu đã làm, nhà cháu đã spa lại gần như là cẩn thận hết rồi, các bác mua về và đi thôi. Spa biển sạch Hai Bà Trưng luôn ạ. Spa sạch sẽ ngon lành cành đào cho anh em ạ. Những cái dòng xe này bên em kiểm tra rất là kỹ càng cho anh em rồi, nên anh em yên tâm nhé mọi người nhé. 13.200.000 dành cho một chiếc lít đời 2012 vành gồ chân chống điện bản tem chuột cho em. Dạ vâng. Rồi em ơi, có chú Mạnh Tùng hỏi là chú